Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con cùng đón xem bản tin thời tiết nông vụ ngày 6 tháng 4 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và bà con, trong đêm nay và ngày mai, khối không khí lạnh chi phối thời tiết các tỉnh khu vực Bắc Bộ đã suy yếu và di chuyển sang phía đông. Đồng thời thì rãnh gió Tây cũng đang di chuyển sang phía đông nên mưa ở khu vực sẽ giảm xuống diện vài nơi. Trong đó thì các tỉnh khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ vẫn có mưa rào rải rác. Đêm nay do có mưa nên nền nhiệt độ hạ xuống, trời rét nhẹ ở các tỉnh vùng núi và se lạnh ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ phổ biến trong khoảng là 19 cho đến 22 độ. Sang ngày mai thì ban ngày trời khô ráo hơn, đôi lúc có nắng và nền nhiệt độ tại khu vực vẫn lên đến mức là 27 cho đến 30 độ. Còn vùng ven biển thì nhiệt độ có thể sẽ thấp hơn và giữ trong khoảng là 25 đến 27 độ. Thưa quý vị và bà con, hiện tại trên ruộng ngô của bà con, các tỉnh Bắc Bộ đang trong quá trình trồng mới. Tuy nhiên do thời tiết không mấy thuận lợi với mưa nắng thất thường nên bệnh dịch phát triển mạnh trên cây ngô, trong đó có bệnh đốm vằn. Bệnh một khi đã xảy ra, nếu mà không phòng trị kịp thời hoặc là không phòng trị đúng cách thì năng suất có thể sẽ thất thu tới 50-60%. Trong điều kiện nhiệt độ từ 25 đến 30 độ C, ruộng trồng mật độ dày, ruộng bón nhiều đạm hoặc là bón đạm muộn, bón không cân đối NPK, ruộng vụ trước bị bệnh đốm vằn, dễ phát sinh bệnh đốm vằn và gây hại. Vì mới là đầu vụ, để có hiệu quả tốt thì bà con nên áp dụng những phương pháp canh tác như là không trồng dày, vệ sinh đồng ruộng, thu dọn, tiêu hủy dư thừa thực vật vụ trước, nhất là vụ trước ruộng bị đốm vằn gây hại nặng. Không bón thừa đạm hay là bón đạm quá muộn, bón cân đối NPK, không để ruộng quá ẩm, thường xuyên chăm đồng. Chú ý là quan sát dưới gốc thân, nếu có bệnh mới xuất hiện thì cần ngưng bón đạm ngay và phun thuốc đặc trị. Chú ý là phun kỹ, phun đủ lượng nước khuyến cáo. Trở lại với tình hình thời tiết, thưa quý vị, khối không khí lạnh suy yếu, vùng thấp phía Tây lại chưa có điều kiện phát triển và mở rộng, nên trong đêm nay và ngày mai thì nền nhiệt tại khu vực Trung Bộ chưa cao. Tại các tỉnh khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến khu vực Thừa Thiên Huế chỉ có mưa nhỏ ở một vài nơi. Tại các tỉnh phía Bắc thì vào sáng sớm có thể sẽ có sương mù với nhiệt độ dao động từ 27 đến 30 độ. Còn tại các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ, từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, thời tiết vẫn ổn định với trời hầu như không có mưa, ban ngày có nắng, gió thổi nhẹ và thuận lợi cho hoạt động sản xuất cũng như là lưu thông của người dân. Nhiệt độ tại đây ổn định trong mức 30 đến 33 độ. Ở phía Nam, bao gồm các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong đêm nay và ngày mai, do khối khí biển đang có xu hướng lấn vào, nên tại khu vực này sẽ có mưa tăng hơn về diện và lượng. Thời gian mưa sẽ tập trung vào khoảng chiều tối và đêm. Trong cơn dông, bà con khu vực tiếp tục cảnh giác với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ đêm nay giảm nhẹ, chỉ còn 19 đến 22 độ cho khu vực Tây Nguyên và từ 23 cho đến 26 độ cho khu vực Nam Bộ. Sang ngày mai trời sẽ giảm mưa và có nắng xuất hiện, khiến nhiệt độ tăng trở lại với nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên là từ 30 đến 33 độ và tại khu vực Nam Bộ là từ 32 đến 35 độ. Tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào rải rác, tập trung vào đêm và sáng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Tại các tỉnh khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào rải rác, tập trung chủ yếu tại các tỉnh vùng núi, với gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ. Còn tại các tỉnh khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm và sáng nhiều mây, có mưa ở một vài nơi, trưa chiều trời nắng. Riêng ở phần phía Nam, trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ. Còn tại các tỉnh ven biển, khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến khu vực Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng. Riêng ở phần phía Bắc, trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất ở phần phía Bắc từ 27 đến 30, còn phần phía Nam là từ 30 đến 33 độ. Tại khu vực Tây Nguyên, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, có ban ngày giảm mưa, trời có nắng gián đoạn, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Tại khu vực Nam Bộ, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa một vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Riêng tại khu vực miền Đông Nam Bộ, vào chiều tối có thể sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông mạnh cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Bản tin thời tiết nông vụ ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin thời tiết tiếp theo.